Hàng ngày Anna nhận được rất nhiều các câu hỏi tương tự như vậy. Các bạn hãy đăng ký tham gia cái khóa học dinh dưỡng miễn phí của Anna đi. Anna sẽ hướng dẫn bạn cái cách tìm hiểu về dinh dưỡng từ cơ bản nền tảng và giúp bạn có thể thoát khỏi cái nỗi ám ảnh, nỗi lo về chế độ dinh dưỡng cho cả gia đình. Và hãy nhớ là nó hoàn toàn miễn phí. Đến với chương trình này, bạn sẽ học được 3 điều. Đầu tiên, bạn sẽ hiểu được về các đặc điểm, các nhóm chất dinh dưỡng, đặc điểm của các loại thực phẩm. Từ đó có thể lựa chọn được những cái thực phẩm phù hợp với nhu cầu của các thành viên trong gia đình. Thứ hai, bạn hiểu được cái cơ chế của cái quá trình tích lũy mỡ thừa và từ đó bạn có giải pháp để giải quyết cái tình trạng này. Thứ ba, bạn sẽ biết cách để mà thiết kế thực đơn cho cả gia đình, làm sao để trên cùng một mâm cơm mà bạn vẫn có thể phân chia ra được để phù hợp với những cái nhu cầu dinh dưỡng khác nhau cho các đối tượng khác nhau. Và hãy nhớ nhé, khóa học này hoàn toàn miễn phí. Nào, hãy bấm ngay vào đường link để đăng ký nhé.